5, 6, 7, 8, 1, 2, xoay. Được chưa? Nè thầy. 5, 6, gì? Em thấy nó cứ sượng sượng sao á. Tôi thấy tay chân nó cứ không vô thế nào á. Chả có hồn gì vậy. Đâu? Tại sao mọi người chưa quen chứ tôi thấy nhìn ổn phết, đẹp mà. Gì đâu. Nhảy như vậy cũng đòi chiến thắng nè. Ủa? Anh là ai? Anh biết gì mà nói chứ? Bạn bè của nhau, đến câu hỏi cũng giống vậy sao? Mở nhạc đi. Ủa? Nhưng mà anh là ai? Sao anh... Anh ấy là Lâm. Người mà tôi đã nhờ đến để huấn luyện cho mọi người á. Nhưng mà sao ông lại... Thật ra là Việt Thi đã kể hết tình hình của nhóm cho tôi biết rồi. Nhân cơ hội này nên tôi đã muốn chuộc lỗi với mọi người. Ai, thôi đi Vinh ơi, đã bảo là đừng có chuộc lỗi rồi, tụi tôi không có trách ông đâu. Cái chuyện này là ông cũng chỉ muốn giúp Việt Thi thôi đúng không? Đen cái là bị phát hiện. Mà đừng có ra mặt bản thân nữa. Ok. Cảm ơn mọi người nha. Nhưng mà qua bài trình diễn vừa rồi ấy, thì mọi người thấy anh Lâm có đủ tư cách để huấn luyện mọi người không? Trời, đủ, đủ chứ. Dù là anh khác. Hello anh, em là Mon. Em, Kenji. Còn em là... Thi. Ủa, sao anh biết tên em? Thì tại có người suốt ngày cứ... Thôi, việc anh biết em như thế nào không quan trọng đâu. Quan trọng bây giờ là chúng ta phải bắt đầu vào tập luyện. Dạ. Anh đã nhận lời làm huấn luyện của tụi em. Nhưng mà anh phải nói trước, tập với anh sẽ rất là gắt. Anh mong tụi em thật sự nghiêm túc. Nhất trí, nhất trí. Ok, vô tập. Cảm ơn nha Vinh à. Cảm ơn gì đâu. Mà thôi ông ra tập đi. Anh Lâm là anh gắt lắm á. Đi. Cả tháng nay trường đã thay đổi chiến lược, nhưng mà kinh tế của trường không có gì thay đổi anh à. Vậy số vốn điều lệ chúng ta còn lại bao nhiêu? Số vốn điều lệ thì bây giờ khoảng 100 triệu à. 100 triệu là sao? 100 triệu là sao bây giờ? Nếu xây dòng số vốn đó thì duy trì được bao lâu? Nếu mà xây dòng á thì tôi nghĩ là khoảng 1 tháng nữa là phá sản thôi. Hả? 1 tháng? Vậy thì tiền của chúng tôi đi đâu? Bao nhiêu vốn của tôi á dồn vô cái trường này mấy tháng nay rồi, chúng tôi không nhận được một đồng tiền lời nào hết. Rồi bây giờ nè, còn có nguy cơ là trắng tay nữa, như vậy là không có được. Vậy thì đồng tiền của chúng tôi đổ vào cái trường này là như thế nào đây? Tôi xin lỗi mọi người, tôi hứa sẽ cố gắng tìm cách để giải quyết. Tôi đã nói rồi, ngay từ đầu á, cho ông ta từ chức đi, mình thay hiệu trưởng khác mà không nghe. Cứ để cho ông ta có cơ hội. Rồi đây nè, bây giờ có cơ hội trắng tay rồi đó. Thôi thôi thôi, tôi xin các người đừng có trách ông thầy hiệu trưởng nữa. Bởi vì cái chuyện này thầy hiệu trưởng cũng không có muốn đâu. Vậy bây giờ hướng giải quyết như thế nào đây? Tiền của chúng tôi như thế nào đây? Có cách nào khắc phục không? Có anh. Có cách là bây giờ chúng ta bán ngôi trường này đi, để mà hoàn vốn lại cho các cổ đông. Vậy thì bán đi. Đến nước này rồi á, tôi cũng không cần tiền lời gì nữa đâu. Chỉ cần lấy lại vốn cho tôi và mọi người ở đây là được rồi. Đúng rồi đó, tôi đồng ý bán đó. Tôi đồng ý bán. Không còn cách nào khác sao? Có. Nhưng mà bây giờ á, trường nó đang lủng củng như vậy, nó đang xuống cấp như vậy, trầm trọng như vậy thì đâu có ai chịu bỏ vốn ra đâu anh. Tôi đã nói rồi, bán đi. Bán đi. Tôi đồng ý. Xin thưa mọi người, trường La La đã gắn liền với tôi cả quãng đời. Tôi coi nó như đứa con tinh thần của tôi. Cho nên mọi người tin tôi đi, dù tổn thất thế nào, tôi không để mọi người chết chung tôi đâu. Xin mọi người an tâm.
1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Nhảy xíu, ăn là tập tiếp nè mấy đứa. Yeah, thôi, chị Vân. Sao cô lại tới đây? Ủa, bộ đây có để bạn không cho người vô hả? Chị đúng là vị cứu tinh của tụi em luôn á. Trời ơi, ăn đi đói quá. Ăn đi ngại gì nữa. Dạ. Bình thường ăn tạp vậy đó mà. Trời ơi, bộ đói lắm hả? Ăn tối ngày ăn uống hoài vậy? Em xin. Bà không biết cái gì hết trơn á. Người ta nói là có thực mới vật được đạo mà. Ăn đi văn chương quá à. Ôi, nhiều quá chị ơi. Chờ hai người đàn ông lấy hai cái bánh không cho nhỏ ăn gì hết trơn. Không sao đâu, hai ông ăn. Nước rồi béo, béo. À. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Thì ra mục đích của cô tới đây là tìm tôi, chứ không phải thăm mấy đứa nhỏ. Cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng 50% thôi. Tôi đến đây muốn gặp cả hai. Cô lại muốn khuyên tôi quay về trường hả? Bộ ít thôi, tôi sẽ không quay lại đó đâu. Bộ anh sợ nhìn thấy hình ảnh cũ của người trong trường hả? Winner. Thôi anh đừng có trách Winner, tại tôi ép em nói đó. Tôi sẽ không thay đổi ý định đâu. Việc tôi quay trở lại làm huấn luyện viên của mấy đứa nhỏ là quá lắm rồi. Anh quay lại trường giúp tụi nhỏ chiến thắng cuộc thi này. Tôi biết là anh cũng quý mến trường La La lắm anh mới làm như vậy. Nhưng tại sao anh không chịu đối mặt với quá khứ để giúp trường chứ? Trường cần anh, ba tôi cần anh ngay lúc này. Thôi cô về đi. Tôi mong là anh có thể suy nghĩ lại. Chị về nhà mấy đứa. Ủa, chị Băng về à? Sao không ở lại chơi bọn em rồi coi tụi em tập nhảy luôn? Thôi, ngồi chơi xíu là có ngủ tức điên lên luôn á. À, thôi tập trung tập luyện đi nha. Ừ. Bye bye. Bye bye chị về cẩn thận nha. Bye chị. Vô tập đi mấy đứa. Chưa ăn xong rồi. Nào. Bà làm cái gì mà lâu quá vậy? Tôi đợi bà nãy giờ mỏi cả người luôn rồi đó. Được cái chuyện tôi nhờ bà sao rồi? Chắc là tôi không có làm nữa đâu. Bà nói vậy là sao? Ủa tự nhiên bà hứa với tôi rồi sao bây giờ bà nói vậy hả? Bộ nhớ mo làm gì bà hả? Không phải, không có ai làm gì tôi hết á. Nhưng mà tại vì tôi thấy việc này không có đúng chút nào hết á. Bà bị sao vậy? Trước giờ bà làm mọi chuyện có bao giờ bà nghĩ đến chuyện đúng sai đâu. Mà sao bây giờ bà lại phải đắn đo mấy cái chuyện đó? Nhưng mà hai chuyện này là hai chuyện khác nhau mà. Lúc trước á là tụi mình bắt nạt mấy bạn khác là cũng chỉ là chuyện cá nhân thôi. Còn bây giờ là liên lụy tất cả mọi người luôn á, bà biết không? Chẳng lẽ bà không muốn giúp tôi trả thù nhóm Mon hả? Cái này không chỉ là trả thù nhóm Mon đâu, mà còn là trả thù cả trường La La luôn á. Với lại nhóm Mon đâu có làm gì sai đâu. Tôi nghĩ là tụi mình sai rồi đó. Dừng lại đi Hana. Cái gì? Ngay cả bà cũng nghĩ tôi sai hả? Uổng công tôi coi bà là bạn, bây giờ bà đứng về phe người khác như vậy á. Tôi không phải là phe ai hết á, chỉ là tôi không muốn làm chuyện này nữa thôi. Nhưng mà khi ra bà sẽ không bỏ tôi đúng không? Bây giờ là tôi chỉ còn có mình bà là bạn thôi á. Mà thôi dừng lại đi Hana. Khi ra không lẽ mình sai thiệt hả ta? Mình đâu có sai, là do mấy người đó sai chứ bộ. Mình phải lấy lại hết tất cả những gì mà mình đã mất. Trời ơi, danh sách tham gia không một chữ. Trời ơi, của anh là còn đỡ rồi nè, của em nè, trời, nó gấp máy bay nó ném rồi, nó còn vò nó vứt thùng rác nữa. Ai, mọi người sao vậy? Dù sao đây cũng là cuộc thi cứu vớt lấy danh tiếng của La La mà. Cũng phải thôi, vì là trong môi trường này chả ai tin chúng ta sẽ chiến thắng cả. Sao ông lại nói vậy? Thì vừa nãy nè, tôi đi vệ sinh thì có nghe mấy bọn trong trường nó kêu là nhóm chúng ta sẽ thua và cái trường này ấy sẽ bán cho người ta. Tụi nó thà lo chuyển trường còn hơn là ngồi đây mà quẹt mấy cái danh sách này. Thật là quá đáng mà, dám khinh thường người khác. Còn đồ mà trường bị bán nữa chứ.
sao nãy anh không đập nó một trận luôn. Hay quá hả, giờ này mà còn lo đánh lộn nữa, không lo tìm người đi thi đi kìa. Hết sức tưởng tượng. Thì Thi nói đúng á, những lúc như vậy thì tụi mình nên bình tĩnh. Trời ơi, đợt này chúng ta phải nhận thua thật rồi. Làm sao mà thua được chứ. Winner. Winner.